Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết ông Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group, đang bị điều tra về cáo buộc ủng hộ một cuộc binh biến chống lại chính phủ. Theo cơ quan chống khủng bố quốc gia Nga, tất cả các tuyên bố của ông Prigozhin là hoàn toàn vô căn cứ. Cơ quan an ninh liên bang đã mở một cuộc điều tra hình sự về lý do kêu gọi nổi dậy vũ trang. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động bất hợp pháp, Ủy ban chống khủng bố Nga tuyên bố. Trước đó, trong một loạt ghi âm xuất hiện cuối ngày 23 tháng 6, ông Prigozhin nói rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến nhiều chiến binh của ông thiệt mạng. Ông tuyên bố sẽ đáp trả. Ông Prigozhin cũng công bố một đoạn video khác mà ông cho là ghi lại hậu quả của vụ tấn công bằng tên lửa vào một khu vực tập trung quân của Wagner ở tỉnh Rostov, miền Nam Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các báo cáo lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công vào các cứ điểm của Wagner ở hậu phương là sai sự thật. Bộ này cho rằng tuyên bố của ông Prigozhin là sự khiêu khích về thông tin và cho biết quân đội Nga đang chiến đấu trên tiền tuyến chống lại quân đội Ukraine. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã được thông báo về tình hình liên quan đến ông Prigozhin cũng như lực lượng Wagner và tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để giải quyết vấn đề.